Rồi, xin chào em mình nha. Thì đây là một cặp loa toàn giải Goodman đến từ Anh. Axiom 201 bản 16 ohm nha các bạn ha. Bản 16 ohm. Đấy. Thì giờ hàng về là khá là đẹp. Hiện nay á, thì mình có sưu tầm được cặp bao mono Western. Đây nè. Đấy, sản xuất năm 1962 nha anh em, còn rất là mới. Chạy sợi nhôm Motorola, sò cũng là sò hơi bị lạ luôn, lần đầu tiên thấy nha. Bao 1962 nhưng còn rất là mới nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ghép và test thử với loa Goodman nó như thế nào. Xin mời anh em mình xem video. Vâng, em xin chào anh em mình. Thì đây là một cái đôi loa toàn giải Goodman Axiom 201 ha, có đường kính loa là 30 cm, thì loa có trở kháng là 16 ohm nha anh em. Thì cặp này trước mình cũng làm clip mình test rồi. Hôm nay mình mới sưu tầm được một cái cặp bao mono Western. Đấy, thì con bao này chạy sò nhôm Motorola bao cổ. Thì cặp bao này được sản xuất vào năm 1962 nha các bạn. Hiện tại là còn đẹp leng keng. Thì mono nó không có ghề, mình đang sử dụng cái con âm ly của Bose ha, có model là 1410 làm ghề nha. Âm ly này có chức năng là làm ghề. Thì cặp loa Goodman Axiom 201 của các bạn thì trở kháng là 16 ohm, công suất là 30W. Và lo có giải tầng đó là từ 30 đến 16 ngàn các bạn ha. Thì cho tiếng con này tiếng trầm rất là tốt các bạn, mềm và sâu, gân là gân da nha các bạn ha, gân da đó. Anh em mình thấy là giấy lo còn rất là keng phiểu, lo đẹp không bị nhăn nheo nha. Thường mấy cặp này nó hay bị xước màng và bị nhăn phiểu nha các bạn. Con này đẹp nè. Thì đó, thì cái gân bên đây da bằng da cho nên nó ha, nó bị hơi bị nhăn nhăn ngay chỗ này một tí nha anh em. Nó thường là loa Goodman đó, anh em nào mà chơi Goodman, các bạn fan Goodman đó, thì sẽ thấy cái những cái dấu nhăn như thế này bình thường nha mọi người ha. Thì trước có hai cặp ha, thì cặp mà gân thẳng á, mình bán rồi ha, bán được 18 triệu. Thì con này mình bán cho mình là 16 triệu. Thì hôm nay mình sẽ giảm mạnh cho anh em mình là 1 triệu, là còn 15 triệu nha anh em mình. Hôm nay có nhu cầu về sưu tầm, nói chung là Goodman bây giờ nó hiếm rồi anh em mình. Nếu mà có điều kiện á thì anh em mình sưu tầm chơi nha. Thị trường hiện tại bây giờ bên eBay giờ mình thấy gần như là không thấy nữa các bạn, như nó hết hay là mấy ổng không chịu bán hay sao á, không thấy nữa nha anh em. Thì giá hôm nay là 15 triệu cho anh em mình sưu tầm. Thì anh em mình thấy là giấy lo còn đẹp, bao zin cho anh em mình nha. Nãy các bạn lúc phải bao zin anh em mới chịu. Và nay á có tặng kèm cho anh em mình là một cái cặp tem đồng, anh em mình về lên thùng á là có tem dán luôn nha. Rồi giờ mình xin mời anh em mình nghe một đoạn test nha các bạn. Cặp bao là đánh lo toàn giải hơi bị hay nha. Rồi mời anh em mình. Con đường buồn hun hút đá xanh xao,
anh em mình cảm nhận nghe như thế nào. Thì anh em mình thấy là trung âm rất là gọn nhẹ ha, bass thì chung là rất là trật tự, nghe rất là trật tự nha nè. Thì bây giờ mình sẽ quay cái chi tiết cái cũ lo của Goodman 201 chia sẻ anh em mình nha. Nói chung là cặp này thì hình ảnh thì Zalo mình đăng thì nó khá kỹ, tại mình chụp góc độ rồi cho anh em mình xem á, theo dõi dễ hơn. Bây giờ quay video cũng vậy thôi nha các bạn. Đây đó, con là nguyên zin nha mọi người ha, quay cho anh em mình xem. Rồi chở kháng là 16 ohm nha anh em, đâu rồi đây các bạn, chở kháng là 16 ohm nha, Axiom 201. Con này á, tem nhôm còn đẹp các bạn, thường những cái cặp Goodman tem nhôm nó hay bị oxy hóa, cặp này là còn đẹp nè. Đây mọi người, 16 triệu, nay giảm cho anh em mình 1 triệu nha, còn 15 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì alo mua hàng nha. Thì dòng Goodman này trên thị trường thì anh em mình cũng biết rồi, anh em mình đánh giá khá là cao và sưu tầm rất là nhiều. Và hiện tại gần như là nó hiếm dần rồi các bạn ha. 15 triệu nha các bạn, hôm nay bán luôn ha. Nói chung là cặp này rất là nhiều anh em mình hỏi nha. Nhưng mà giai đoạn này nói chung là anh em nào cũng bảo là khó khăn hết nha các bạn, khó khăn. Nhưng là cũng rất là mê, nhưng mà kinh tế thì chưa cho phép nha mọi người. Trên này nó có một cái lớp gôn bằng nỉ nha các bạn ha, lớp gôn bằng nỉ. Nay mình thấy là cái giấy lo còn rất là keng nha các bạn. Giá 15 triệu, nay có tặng kèo cho đây mình là cặp tem đó nè ha. Rồi anh em có nhu cầu liên hệ mua hàng nha. Xin chào mọi người.